Ngày 12 tháng 1, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho ba nhà trọ tiêu biểu xã Song Khê. Đi cùng đoàn có lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Song Khê. Đó là nhà trọ gia đình anh Đào Ngọc Quảng ở thôn Yên Khê, nhà trọ gia đình anh Ninh Văn Thắng, chị Thân Ngọc Hà ở thôn Song Khê 2 xã Song Khê. Đây là ba trong số 7 nhà trọ ở Song Khê đạt các tiêu chuẩn về nhà trọ văn minh, an toàn cho công nhân đáp ứng đủ các điều kiện như vệ sinh, phòng cháy, an ninh trật tự, cam kết thực hiện các tiêu chí về nhà trọ công nhân an toàn văn minh và khai báo thông tin trên phần mềm quản lý nhà trọ. Tại buổi thuê thăm, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đã ân cần thăm hỏi cuộc sống của các công nhân đang sinh sống tại các nhà trọ. Việc bảo đảm các tiêu chí của các nhà trọ cũng như việc chuẩn bị đón xuân quý mão 2023 của chủ các nhà trọ và công nhân tại đây. Kết thúc buổi thuê thăm, đồng chí đã trao bằng khen và các phần quà ý nghĩa cho chủ các nhà trọ công nhân các nhà trọ gửi tới những lời chúc tốt đẹp nhất đến chủ nhà trọ và công nhân nhân dịp tết đến xuân về